Hôm nay chị sẽ dạy cho các em một chút kiến thức về nâng cao trong việc phân bổ công cụ dụng cụ nhá. Các Vâng ạ. em nhìn trên màn hình của chị này. Mình chọn tháng 1. Đồng ý. Rồi, hôm nọ là dạy cơ bản nhá. Hôm nay phát triển một chút kỹ năng nữa. Thì các em có thể ghi thêm. Thì hai nhỏ, chỗ phân bổ chi phí đây các em này. Đây, phân bổ chi phí nhá. Cái này rất hay là áp dụng cho công ty xây dựng ấy. Nhá, bạn nào đang làm ở công ty xây dựng chú ý chỗ này cực kỳ là hay luôn. Thì ở chỗ này có tài khoản 154. Đó. Thì ví dụ đây là đang chỉ cho biết là cho vào phân phân xưởng là bộ phận sản xuất và sẽ phân bổ chung cho tất cả các cái sản phẩm mà chúng ta sẽ sản xuất ra. Đây là trong sản xuất thì không thể nào làm cách nào khác cái cách này được đâu. À, nhưng mà chị sẽ phát triển thêm các cái ý như thế này này. Đây là 100% cho sản xuất nha. Thế ví dụ như chị muốn cho thêm một cái mảng cho thuê hay chị phân bổ cho quản lý thì chị nhấn phải chuột đây, thêm dòng phân bổ. Đúng rồi. À nhưng mà muốn thêm dòng thì ta lại phải làm sao? Khi phần không trống rồi này. Đó, để ta nhìn. Thế ví dụ như ở đây là bộ phận cho thuê. Cho thuê. Cho nên là cái mục đích bài đầu tiên ấy, ở bài 2.2 ấy, đã dạy cho các em phân ra là các danh mục phòng ban ấy ở trong một cái công ty ấy, là như thế nào rồi đấy. Thế thì mục đích là để cho mình phân bổ đây. Giả sử em phân bổ 50% cho sản xuất và 50% cho thuê. Thì ở đây mình nếu mà là cho quản lý thì để yên là 642 theo thông tư 133. Còn nếu không thì các em phải đợi về đây là 154. Và chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất nhưng mà là cho thuê. Các em đồng ý chỗ này cho chị chưa nhỉ? Ok. Ví dụ như bạn Uyên đang làm trong công ty xây dựng thì lúc này mình lại chọn cái đối tượng phân bổ ở đây. Không phải là từng bộ phận lớn thế này nữa đâu các em ạ. Mà lúc đấy mình lại chọn là công trình ấy nhá, bộ phận đây này. Bộ phận trong này phần mềm cho phép mình vừa chọn cả một cái bộ phận lớn, vừa chọn những cái bộ phận chi tiết, ví dụ như là mã công trình nhá, mã công trình, cách tạo mã công trình thì tí nữa chị ra chỉ cho các em sau. Thế thì ở đây ấy, ví dụ như trong xây dựng nhá thì mã công trình A, công trình B, công trình C, một cái công cụ dụng cụ trong tháng đó có thể xây dựng 10 công trình, ba công trình được sử dụng cái công cụ này thôi. Thì mình sẽ phải chuột thêm dòng nữa chẳng hạn. Đây là công trình A, công trình B, công trình C. Và 30, 30, 40% tổng là 100% và đây sẽ là 154. Và đây sẽ là khoản mục chi phí là sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất cho CT là công trình chẳng hạn. Và chú ý ở đây là đối tượng đây là từng công trình một rồi. Có nghĩa là 154 này nó chỉ định là phân bổ cho các công trình rồi. Nhá, chú ý. Cho em hỏi chỗ cái nơi mà tỷ lệ phân bổ, ví dụ như ba công trình thì mình dựa vào cái gì để phân bổ tỷ lệ chị? Cái này nó phải dựa vào dự toán. Toán. Cái phần công cụ này thì có thể là một phần đưa vào máy thi công, một phần là em đưa vào sản xuất chung chấm dụng cụ. Tức là ở trong cái phần chi phí khác, ở trong cái dự toán ấy em. Vâng ạ. Thấy chưa? Dự toán có cái phần chi phí nguyên vật liệu này, chi phí nhân công này, chi phí sản xuất chung đấy nhá, chi phí sản xuất chung thì trong cái phần chi phí sản xuất chung đấy nó khoảng bao nhiêu tiền? Ví dụ như một cái công trình đấy nó có khoảng tầm 200 triệu chi phí sản xuất chung. Công trình A cần đến một số cái chi phí của cái máy này ấy, thì mình sẽ cho nó vào, nói chung là bám vào dự toán nhé. Trong xây dựng thì phải bám vào À, dự là mình chỉ bám vào một phần của cái chi phí sản xuất chung thôi hả chị, chứ không phải là toàn bộ dự toán của công trình đúng không? toán. Nói chung là dự toán của một công trình nó lớn lắm, nên là bây giờ mình phải xem là cái công ty của mình ấy, nó làm một phần công việc ấy của cái dự toán đó, mình xem là trong cái phần của mình nó có sử dụng những cái máy này không, là mình sẽ cho nó vào, thấy chưa? Nhưng mà thường thường nhé, thường thường ở trong xây dựng công cụ thì mình sẽ phân bổ chung cho các công trình thì nó sẽ dễ hơn. Cái việc mà phân bổ chi phí này nó áp dụng cho tài sản ấy, tài sản cố định ấy nhá, thì Vâng nó ạ, không bên dừng này nó bên tài sản nhiều hơn nhỉ. đúng rồi, bên tài sản nhiều hơn, nhưng mà chị đang ví dụ để nói thêm thôi đấy, tài sản nhiều hơn nhưng mà cũng có thể là có một số công cụ, ví dụ như công cụ trong đây mình sẽ chọn ra hai vài công trình sử dụng cái công cụ này, còn lại thì mình không sử dụng ấy, nghe chưa? Thì mình sẽ chia 50 50 ở đây đấy. Thế chỗ này ví dụ thừa dòng thì ta xóa nhá, phải chuột xóa. Đó, bây giờ chị quay lại nội dung của mình là như thế này. Thực ra cái công việc này ấy, các em sẽ kiểm tra cho chị vào cuối năm luôn hoặc là cuối quý chứ không cần thiết phải làm từng tháng.
Phân bổ thì phân bổ từng tháng, nhưng đối chiếu thì có thể đối chiếu hàng quý hoặc là hàng năm. Nói tóm lại là trước khi mà lập báo cáo tài chính ý, thì các em sẽ đi đối chiếu. Vậy sau cái việc mà phân bổ của tháng 1 đi, chỉ coi như là mình bảo làm báo cáo theo tháng nha, thì các em sẽ cách đối chiếu như sau này. Đầu tiên là vào báo cáo, mở bảng cân đối tài khoản ra, chọn tháng 1 nha. Rồi, đồng ý. Chi phí trả trước, và cái công cụ dụng cụ là như thế này. Các em nhìn ở trên dư nợ ấy, của cái tài khoản 242 ấy, trên bảng cân đối số phát sinh ấy, bằng bao nhiêu tiền nhá. Các em hiểu là như thế này, chị xuất khẩu ra Excel. Dư nợ của tài khoản 242 trên bảng cân đối tài khoản bằng bao nhiêu tiền, thể hiện điều gì nhỉ? Dư nợ bằng bao nhiêu tiền thể hiện là chi phí trả trước của mình còn lại là bao nhiêu, nó sẽ tiếp tục phân bổ vào tháng tiếp theo, nghe chưa? Đồng thời cơ quan thuế sẽ hỏi là nếu nhìn trên bảng cân đối này, này có tài khoản 242 mà đang có số dư, thậm chí là không có số dư hết rồi, họ vẫn yêu cầu em là cung cấp cho họ một cái bản phân bổ công cụ dụng cụ chi tiết nhá. Vậy để đưa ra được bản phân bổ công cụ dụng cụ chi tiết thì các em sẽ vào phân hệ báo cáo, đây đi vào một cái báo cáo chi tiết là công cụ dụng cụ nhá. Rồi nhấn vào bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ, đây chọn thời gian tương ứng các em ạ. Bởi vì chị đang xem ở tháng 1 nên là ta sẽ chọn thời gian tương ứng là tháng 1. Thì ở cái bảng tính phân bổ này các em này, bởi vì kế toán mà, nó luôn luôn đi với tổng hợp, nó phải khớp với chi tiết, và thuế họ sẽ xem các báo cáo chi tiết của các em. Người ta sẽ xem cái bản này là người ta xem đối chiếu giá trị còn lại của cái bản tính phân bổ này là bằng 30 triệu 447 nghìn 429 đồng, thì cũng khớp với dư nợ của tài khoản 242. Nhưng mà rất nhiều bạn kế toán nhá, không cân đúng đâu, có nghĩa là dư nợ là bằng một đằng, rồi thì bảng này cũng sẽ bằng số liệu khác, như thế là các em đang bị sai. Ngoài ra ấy, thì các bạn không theo dõi cái bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ này ở trên phần mềm Mira ấy, cái điều đó rất là dở. Các bạn có thể là làm ở ngoài Excel rồi để đưa vào nghiệp vụ nữa, nhưng mà như cách của bên chị đang dạy cho các em ấy là làm luôn ở trên phần mềm này và kiểm tra đối chiếu lại trước khi mình chốt báo cáo tài chính để nộp. Như vậy chị giải thích như vậy các em đã hiểu chưa? Vậy chị ơi, vậy đến khi mình mà in ấy, thì mình in cái bảng này ra hả chị? Tất nhiên là khi mình in ấn ra thì mình sẽ in bao gồm sổ cái, sổ chi tiết, các báo cáo khác và tất cả hồ sơ liên quan. Nhưng trong báo cáo khác thì sẽ có bảng tính phân bổ công cụ này, là một cái bảng mà không thể thiếu được trong một bộ báo cáo tài chính. Và thậm chí là có những cái báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng cũng vậy thôi. Thì cái bảng tính phân bổ này cũng là một cái bản mà ngân hàng yêu cầu em phải có để cung cấp cho người ta. Nói chung là trong cái bảng phân bổ này, đối với thuế thì người ta sẽ xem là cái công cụ này có giá trị như thế này, phân bổ bằng từng này thời gian và thời gian phân bổ còn lại, và nói chung là người ta sẽ xem là với giá trị này thì phân bổ thời gian như thế này có hợp lý với thông tư 78 hay không. Nếu như không hợp lý, ví dụ như các em phân bổ quá 36 tháng thì tất nhiên là cái phần quá 36 tháng đấy các em sẽ bị loại trừ khi mà thanh tra thuế. Các em phải lưu ý chị. Đấy, ví dụ cho em hỏi là nếu như mình thiếu công ty mình thiếu chi phí quá đi, rồi mình cái ví dụ như công cụ đó chỉ phân bổ thì nó phải ví dụ như là 12 thôi, nhưng mà mình cho 6 tháng thôi thì Được, thuế nó có không sao. Được, nhưng mà ở trong quy chế của quy định ấy, về quy chế nội bộ ấy, thì các em sẽ thêm cho chị một cái dòng là quy định về cách sử dụng công cụ dụng cụ ấy theo tình hình sản xuất kinh doanh nhé, được chưa? Do các cái công ty của em thi công ở các cái công trình, ở những cái nơi mà gọi là vùng sâu vùng xa ấy, cho nên là cái việc vận chuyển công cụ dụng cụ ấy, được chưa, đi lại nhiều, em hiểu không nào? Dẫn đến là cái thời gian của nó sẽ phân bổ nhanh hết khấu hao ấy, nhanh hết thời gian sử dụng. Chính vì thế là mình sẽ phân bổ những cái công cụ này ấy, trong khung thời gian ấy từ 3 đến 6 tháng hoặc là từ 6 cho đến 12 tháng ấy. Em các em hiểu chưa? Nó có cái cơ sở sau này là các em hạch toán phân bổ, các em bảo cái này là do quy chế, cái thứ hai nữa là do công ty em xây dựng thi công hay sản xuất ở những cái vùng mà
đồi núi gồ ghề rồi các kiểu ấy, thấy nhá, mình giải thích như thế, ok thì được nhá, đấy là cách giải trình. Rồi như vậy là về phần công cụ dụng cụ thì như vậy chị kết luận là với công cụ dụng cụ ở trong cái giáo trình của mình đang học ấy thì chị đã dạy là đầu kỳ được chưa nào, mua và ghi tăng trong kỳ bao gồm cả cái chi phí công cụ và tiền thuê nhà, phân bổ công cụ nó sẽ nằm ở bên có của tài khoản 242, dư nợ của tài khoản 242 sẽ bằng dư đầu kỳ cộng phát sinh nợ trừ đi phát sinh có bằng dư cuối kỳ, và không bao giờ có số dư bên có, chắc chắn rồi bởi đầu hai mà nhá, có số dư bên có thì chứng tỏ điều gì, mình có được có từng này mà mình lại phân bổ quá cả cái mà mình đang có, các em hiểu chưa? Ok rồi, vậy chị sẽ đi sang vấn đề tiếp theo. Mà chị hỏi một chút là các em về hôm nọ có ôn lại cái phần tiền lương và bảo hiểm xã hội không? Có xem lại bài không? Ok. Học là một phần nhưng mà ta quan trọng vô cùng đó là ta phải chịu khó thực hành. Tức là trong những cái nội dung mà chị đang đi từng bước chi tiết này là nó đang là những cái quá trình ta đi từ 1, 2, 3 cho đến số 10 cuối cùng mới lên vào cái chính đấy. Thì ta đang làm đấy nhá. Có nghĩa là cái việc mà chị vừa mới hướng dẫn đến vấn đề gì thì chị sẽ nói mấu chốt từ đầu cho đến cuối luôn, cho đến cái việc đối chiếu luôn. Thì các em đây là 1 tháng làm như thế này thì 12 tháng các em cũng phải làm như chị đang hướng dẫn nhá. Đấy, thế bây giờ tiếp theo ấy là chị sẽ hướng dẫn cho các em về cái việc là khấu hao tài sản cố định, thì cái phần khấu hao tài sản cố định thời gian được áp dụng theo phụ lục 1 thông tư 45, các em phải áp dụng đúng cái phụ lục 1 đấy và mình phải tải phụ lục đấy về để đưa đúng khung thời gian, quá vượt quá khung thời gian cũng bị loại trừ. Thế thì hôm đầu bên chị đã dạy cho các em là vào phần tài sản đây có đúng không, khai báo tài sản đây, sau khi khai đã báo ấy thì mình bằng cách nào để đối chiếu, thì bằng cách vào báo cáo này, tài sản cố định này, sổ tài sản cố định này, sổ tài sản chọn năm trước. Đây, ví dụ như cái tài sản của chị thì chị làm xong thì chị sẽ vào cái báo cáo. Bây giờ các em thực hiện giống như ở trên máy tính của chị đi để chị xem máy bạn nào làm rồi và máy bạn nào chưa làm cái đầu kỳ này. Thì các em vào giống như chị đang vào đây nào. Xem các em đã làm hết cái này chưa? Rồi ok. Bây giờ kết quả của các em có khớp với chị hay không? Hoa mòn lũy kế 420 0062 004. Của em là 420 420062004. Đúng rồi, 420062004. 420 062 004 là đúng. Là đúng. Ở cái bản cân đối số phát sinh đầu kỳ. Đây là 442, 420 chị xuất khẩu ra nhá. Nhìn đấy, chị xuất khẩu nhìn ở trên máy màn hình của chị này. Xuất khẩu ra thì bây giờ ở đây của mình là 442. Đồng thời mình sẽ vào cái bản nghiệp phụ nhập số dư ban đầu. Có cái số tài khoản 214 là 420. Đúng rồi, là bây giờ chị giải thích này. Thì theo nguyên lý kế toán em ạ, hao mòn lũy kế là 420 triệu 062 nghìn 04 đồng. Nó sẽ khớp với cái 214 đầu kỳ đây. Về nguyên tắc chi tiết nó phải khớp với tổng hợp. Thế thì cái bản của chị đưa ra chính là cái bản này này. Thấy chưa? Bản này bản đúng. Còn đầu kỳ của các em như thế này là ok, khớp với data rồi. Vậy thì dư có 214 nhá. Dư có của 214 thì sẽ bằng dư có của 214 này. Đó, thì sẽ bằng là hao mòn lũy kế ở trên đầu kỳ là đúng. Nhá. Đấy. Và nguyên giá ở đây bằng bao nhiêu? 1 tỷ 925 thì cũng sẽ bằng nghiệp phụ này, nhập số dư đầu kỳ này. 211. 1925, các em hiểu chưa? Trong đó máy móc là 1305 và phương tiện là 620.
cụ thể này, máy móc, xe ô tô Toyota đây này nhá, 620, còn phương tiện là 1045 cộng với 1350, mà máy móc thì xe ô tô này là cho vào 2113, 21113, còn cái này cộng cái này là 21112 các em nhá, các em hiểu chưa? Ok. À, bước tiếp theo thì sau khi các em mua và ghi tăng tài sản cố định, tháng 1 mua và ghi tăng tài sản cố định. À, tháng 1 không có nhá. Chưa, chị xin lỗi, chưa dạy cái phần mua và ghi tăng tài sản cố định, nhưng vì tháng 1 nó không có. Còn quý 1 của chị thì sẽ có. À, trong đó sẽ có một cái tivi 31 cộng với một cái xe trộn là ngày mùng 10 tháng 2. Nhưng mà đến tháng 10 tháng 2 chị sẽ dạy. Thì bây giờ coi như cái tháng 1 không có một cái tài sản nào ghi tăng hết, nó trắng trơn như thế này, thì ta vẫn phải việc tính khấu hao chứ, đúng không? Tháng 1 không có phát sinh cái mới nhưng ta vẫn tính khấu hao ở tháng 1 năm 1. Rồi các em làm theo chị đi. Rồi. Thế thì ở đây nhờ sang phần phân bổ chi phí, chị tiếp tục nói đến cái vấn đề như hơn, cũng tương tự như cái công cụ dụng cụ thôi. Thì ví dụ như cái xe trộn này chẳng hạn, nhấn phải chuột thêm rằng ở đây có thể chia cho các bộ phận khác nhau, cũng có thể như trong cơ xây dựng thì chọn là công trình A, công trình B, công trình C, nhưng riêng sản xuất hay cho thuê thì không thể nào chọn là cho thành phẩm nào được, mà mình phải chọn là bộ phận sản xuất thôi hoặc là bộ phận cho thuê thôi. Cái thao tác này thì nó giống y như là cái công cụ dụng cụ thôi, chị chỉ có điều là đối với tài sản thì sẽ chia ra cho từng công trình nhé, nhiều hơn là về vấn đề công trình. Chị ấy cho em hỏi một chút là ví dụ như trong cái tháng 1 mà mình không có công trình nào để sử dụng cái tài sản thì mình có phân bổ không? Nếu như trong tháng 1 mà không hề có một cái công trình nào để mà thi công cả ấy, một ý là xem cái công trình từ cái dở ra từ năm ngoái chuyển sang ấy mà tiếp tục thi công ở năm nay ấy, thì em nhét vào công trình đấy chị. Hai là em phải cho vào chi phí 642 đấy, trừ trường hợp là gọi là cái công trình đấy mình mua về nhưng mình chưa hề thi công công trình ấy nhưng mà vẫn phải tính khấu hao, bởi vì là khấu hao ở đây là mình sẽ phải khấu hao ngay chứ không phải là đợi đến khi nào mà thi công thì bắt đầu mình mới trích khấu hao. Cũng có thể nói rằng là khi nào thi công trích khấu hao thì trong trường hợp thế này, nếu vậy thì trên thực tế nhá, chị vẫn có thể xử lý là em mua về ngày mùng 1 tháng 1 nhưng mà đến ngày mùng 1 tháng 4 em mới trích khấu hao thì phần ghi tăng để em phải sửa sang ngày mùng 1 tháng 4 ấy, coi như từ mùng 1 tháng 1 là nó chỉ ghi nhận nguyên giá thôi nên là không trích khấu hao. Nhưng mà mình sẽ phải làm một cái biên bản bàn giao đưa vào sử dụng thì không được làm ở tháng 1 mà mình phải dời cái ngày đấy về tháng mấy, tháng 4. Nghĩa là mình mua về nhưng mà mình phải lắp đặt rồi mình phải bảo dưỡng nhằm mục đích để cho hợp thức hóa hồ sơ của em ấy. Về tài sản cố định thì em sẽ phải mua thêm một tí chi phí linh tinh nữa để gọi là lắp đặt này, bảo trì rồi vận hành thử ấy, rồi bắt đầu mới làm một cái hồ sơ để mà hoàn thành được cái tài sản cố định đấy ấy, về tháng 4. Chứ không có thuế họ vặn lại cho câu là thế tại sao mua về từ tháng 1 mà lại không đi phân bổ từ tháng khấu hao từ tháng 1 mà đến tháng 4 mới khấu hao. À thì trong đầu mình nó phải có một câu trả lời cho thuế biết rằng là vì em mua về từ tháng 1 nhưng mà em chưa, công ty em chưa vận hành được, bởi vì nó còn cái tài sản này, thứ nhất là nó đặc thù, bên em phải vận hành thử, chạy thử ấy, ok thì mới đưa vào sử dụng. Cho nên chị nhìn ở biên bản bàn giao và đưa về sử dụng của em là tháng 4 cơ mà. Cái quan trọng vô cùng của một cái tài sản cố định đó là thời gian bắt đầu bàn giao nhá, đưa vào sử dụng. Thế thì hồ sơ về tài sản cố định của em không chỉ có mỗi hóa đơn, hợp đồng đâu, chứng từ thanh toán đâu, mà cần một cái biên bản bàn giao đưa về sử dụng nhá, cực kỳ quan trọng. Nhưng mà thì cái công trình đó cũng đang phân bổ dần rồi, nhưng mà đến cái đoạn đó không 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 có công trình thì đưa vào 642 được hả chị? Ừ, đưa vào 642 nhá. Đưa vào 642. Vẫn cứ nhận được vẫn được nhận cái chi phí hợp Đúng lý đúng rồi, vẫn được nhận chi phí hợp lý. Bởi vì là cái đấy không? không thể tự nhiên đang đường thẳng mà em phải nộp một cái biên bản trích khấu hao ngay cái buổi học đầu tiên ấy, là có một cái biên bản trích khấu hao ấy. Tài sản cố định nó đăng ký với thuế, các em có nhìn thấy cái tờ đấy không? Tờ A4 đấy. Thế thì bây giờ mình trình bày ra là bên mình đang trích khấu hao đường thẳng, đúng không em? Thì đường thẳng thì có nghĩa là cứ thế mà tháng nào cũng phải trích ấy. Mà tài sản không cho phép là mình đang trích giữa chừng xong mình ngừng không trích nữa nhá, đúng không? Mình không trích nữa thì không được, cho nên là cho vào 642 cho chị.
Tức là nếu mà mình trong cái tháng đó mình không có công trình nào để sử dụng cái máy đó thì mình ban đầu mình đăng ký với thuế là mình trích khấu hao đường thẳng, thì nếu cái tháng đó mình không có công trình để sử dụng cái máy đó thì mình vẫn cứ cho sau vào 642. Còn nếu mà cái tài sản cố định mới mua về nhưng mà từ tháng 1 đến tháng 2 không sử dụng thì mình phải mua về, mình ghi nhận mua hàng, như đến khi đến tháng 3 mình mới sử dụng thì khi đó mình mới ghi tăng vào tháng 3 Đúng. À, và làm cảm phiên ơn. bản bản sao cũng sử dụng vào là bắt đầu từ tháng 3. Vậy là chúng ta đã hiểu đúng không? Dạ. Và để ghi tăng cụ thể mua và ghi tăng như thế nào thì mời các em sang tháng 2 sẽ có một cái tài sản cố định. Đúng không? Chúng ta sẽ đi móc tắt. Chị sẽ dạy cực kỳ kỹ luôn, mọi vấn đề luôn. Tài sản của máy móc nó khác nha. Tài sản của xe tải, xe ô tô các kiểu á, nó khác nha. Nó có các cái tình huống ấy. Thì đến bài đấy chị sẽ dạy cho. Còn bây giờ tạm thôi, ta tính khấu hao ở đây. Và ở đây nó có, đây là chị bên nhỏ tình có ba cái tài sản thôi, ở đây có nhiều tài sản thì làm sao? Thì chúng ta sẽ chọn cái tài khoản 154 ở đây là 154 thì tương ứng với khoản mục chi phí là gì? Là sản xuất chung chống khấu hao cho sản xuất hay cho thuê thì chúng ta hãy kiểm tra lại. Và ta sẽ lọc cái tài khoản 154 này để ta làm gì? Để mình kiểm tra xem những cái tài sản này nó có thực sự đưa vào 154 nó có đúng hay không. À, nếu nó sai thì ta phải sửa luôn từ việc ghi tăng hoặc là liên quan đến số dư đầu kỳ. Các em hiểu chưa? Dạ. Đấy, thế 642 thì ô tô Toyota này đưa vào 642 hợp lý rồi. Nhưng nếu mà một cái tài sản này khác mà lại đang đưa nhầm vào 642, tức là đưa nhầm vào bộ phận quản lý thì mình sẽ dừng không tính khấu hao nữa và quay lại phần ghi tăng ở đây để làm gì? Chỉnh sửa lại cái thông tin bộ phận sử dụng là khác đi. Các em hiểu chưa? Dạ. Rồi. Thế thì bây giờ ta sang phần tính khấu hao, nhấn thêm đây. Nào, các em cùng làm đi, nhấn cất cho chị. Sau đó chúng ta nhấn cất. Chúng ta nhấn cất xong á thì bây giờ chị sẽ hỏi các em. Bây giờ em sang trả lời chị đi. Chị có thể sửa được ở cái phần ghi tăng ở trước này được không? Không ạ, Vì sao? mình đã phân bổ rồi ạ. Mình có tính khấu hao rồi. Vậy chị hỏi một tí, nếu chị đang tính khấu hao của tháng 1 nhưng chị muốn sửa khấu hao của tháng 2 có được không? Chị đang tính khấu Ừ, hao. đấy. Bây giờ em trả lời chị cho chị tiếp này. Chị đang tính khấu hao tháng 1 nhưng chị sửa cái tài sản ghi tăng của tháng 2 thì có được không? Được ạ. Vì sao? Theo em biết thì nếu mà mình sửa thì mình sẽ sửa từ tức là từ từ trên xuống dưới, tức là ví dụ như mình đang làm tháng 1 nhưng mà mình sửa tháng 2 thì vẫn được vì tháng 2 nó lớn hơn tháng Đúng 1. rồi. Còn nếu mà mình Nó chưa có quan gì đến trong vấn đề ta tích khấu hao cả. Nó chưa bị móc nối vào cái dữ liệu mà tích khấu hao vào chi phí. Cho nên là mình mới tính khấu hao được của tháng 1 thì mình vẫn sửa được tháng 2, tháng 3, tháng 4 cho đến tháng lớn hơn. Đúng không nào? Còn tháng nhỏ hơn thì ta không thể sửa được. Mà muốn sửa thì ta phải bỏ ghi và xóa nó đi. Rồi sửa sửa xong rồi tính lại khấu hao. Bởi vì đằng nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải làm sao? Chúng ta cũng phải xóa để mà tính lại khấu hao. Vì khi mà các bạn đã sửa ở bên này, ví dụ như khi mà mình sửa tính khấu hao rồi thì phần mềm sẽ không bao giờ cho chúng ta sửa nữa bởi vì nó báo cái dòng đỏ đỏ này. Thế thì khi chúng ta sửa xong cái phần thiết lập ở đây, ví dụ như đây là bộ phận sản xuất là sai, chúng ta sẽ sửa lại là bộ phận đây, bộ phận quản lý chẳng hạn, thì khi đó chắc chắn 100% đó là bị ảnh hưởng đến cái gì rồi, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh rồi, đúng không em? Nó ảnh hưởng quá còn đi nữa nhờ, nó ảnh hưởng quá đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình rồi thì mình cũng phải bỏ ghi xóa đi nhá, hiểu không? Vâng ạ. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đi kiểm tra tính hợp lý. Các em đoạn này các em sẽ ghi này. Kiểm tra tính hợp lý. Chúng ta vào báo cáo bản cân đối tài khoản. Chọn tháng 1, đồng ý.
nhá. Chúng ta đi kiểm tra này. Đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ nhấn vào bảng cân đối đi. Đấy, chị lại nháp ở ngoài, lưu ở ngoài chị nháp vậy. Đó. Thì về nguyên tắc với tài sản 214 các em ạ, thì nó sẽ có dư có tài khoản 214 này bằng bao nhiêu? Thì cần đối chiếu trên bảng khấu hao của tháng đó là bấy nhiêu. Vậy cái này chị cũng đã hướng dẫn từ năm rồi, thì lên đến tháng 1 thì chúng ta cũng sẽ vào phân hệ tài sản cố định đây, chọn sổ tài sản ở đây, chọn tháng 1, đồng ý. Thì mình sẽ xem hao mòn lũy kế đấy là 442.653.770 đồng. Vậy thì nó sẽ bằng với dư có của 214 đây này. Đấy, thấy chưa? Các em nhìn thấy mối quan hệ chưa? Và đối với tài khoản 214 thì dư có cuối kỳ sẽ bằng dư có của đầu kỳ cộng với phát sinh có trong kỳ sẽ bằng dư có cuối kỳ, và 214 thì nó sẽ có số dư ở bên có trên bảng cân đối tài khoản nhá. Và nó sẽ là ghi âm trên bảng cân đối kế toán. Cái điều này trong nguyên lý kế toán trong trường học các em đã được học rồi. Đối với 214 là một cái tài khoản đặc thù, không có giống một cái tài khoản nào của đầu 1 đầu 2 hết. Nó chỉ có duy nhất số dư bên có. Kết luận cuối cùng của chị là với cái sổ tài sản cố định này, thuế sẽ yêu cầu em cung cấp 5 năm tài chính. Nghĩa là em thanh tra kế toán năm nào thì đưa ra cái sổ tài sản của năm đó ấy, cho cơ quan thuế. Không cần đưa từng tháng nhé, đưa từng cả năm. Các em hiểu chưa? Không cần cung cấp từng tháng. Dạ vâng chị. Và với cái sổ tài sản cố định này thì cơ quan thuế sẽ áp vào phụ lục 1 của thông tư 45 có hiệu lực mùng 10 tháng 6 năm 2013. Họ sẽ xem là các cái tài sản này các em thích có phù hợp ở trong cái thời gian mà thông tư phụ lục đấy quy định là thời gian tích khấu hao. Ví dụ như tích khấu hao quy định từ 6 đến 12 năm mà các em bị đi khấu hao 4 năm thì tất nhiên là cái phần trôi ra, cái phần mà em đang cố tình khấu hao nhanh đó, họ chỉ chia tỷ lệ ra nhá, họ sẽ loại trừ của các em đi. Chị ví dụ họ chia tỷ lệ bằng cách nào? Ví dụ họ lấy 6 năm là 72 tháng, 1 tỷ chia cho 72 tháng bằng bao nhiêu đó. Rồi so với các em đang tính là 1 tỷ mà chia cho 48 tháng bằng bao nhiêu đó. Các em hiểu chưa? Phần vênh sẽ bị trừ đi, không được tính vào chi phí hợp lý. Chứ không phải là trong tài sản cố định mà mình có thể làm được như công cụ đó nhá. Là vì công cụ nó chung chung, nó nói một cách là từ 2 cho đến 30, 6 tháng. Đúng. Còn cái này nó có rõ ràng rồi. Nghe chưa? Nó có rõ ràng từng từng cái mã rồi. Các em có thể sau buổi học này tải hộ chị cái phụ lục 1 thông tư 45 về ấy, thì các em sẽ rõ là từng cái loại tài sản nó có khung rồi. Chị ơi, chứ cái chỗ tài sản này ví dụ như mình muốn giảm đi 1 năm cũng không được Không chị. được, có khung rồi nhé. Trừ những cái tài sản mà gọi là nó không quy định quá rõ ràng ấy thì được. Nhưng cái tài sản ví dụ như nhà cửa kiến trúc này, nhà cửa và kiến trúc là tài sản đấy được khấu hao lâu nhất là từ 25 năm cho đến 50 năm, chị nhớ không nhầm là như vậy. Thế còn đối với ô tô tài sản cố định thì nó không từ 6 năm cho đến 12 năm. Thì em cũng không thể tích nhỏ hơn được đâu. Nếu mà tài sản cố định. Nhưng mà có những cái nó kiểu mang tính chất là ví dụ như là các cái máy móc động lực học rồi là máy móc nọ máy móc kia thì cũng có thể là trà trộn với nhau một chút thì có thể được. Nhưng mà cái thông tư 4 phụ lục 1 đấy họ sẽ giống rõ ràng hơn là nó quy định ở phần công cụ trong cục đấy. Cho nên là cái này em không thể nào khấu hao nhanh được đâu nhá. Khấu hao thì mình thì tưởng như vậy là ok đấy, mình khấu hao để cho báo cáo của mình nó đỡ lại đi, nhưng thực chất ấy thì mình cũng sẽ bị loại trừ thôi đấy. Với phần tài sản cố định ok chưa Vâng ạ. nhá, của các Vâng bạn ạ. ok rồi đúng không?